Cho con xin phép hỏi là con có bỏ hình chụp của con lên Facebook mà mặc đồ tắm khi đi chơi xa. Vậy con có bị phạm giới tà dâm hay không? Nếu con bị phạm giới tà dâm, vậy là con tiêu rồi. Bây giờ con phải làm sao? Có cần sám hối hay không? Thầy có thể thuyết cho con nghe về giới tà dâm có cái gì trong đó. Cái giới tà dâm nói một cách đơn giản cho người phụ nữ tức là như thế này: khi chúng ta ăn nằm, tức là quan hệ nam nữ với một đối tượng khác ngoài người chồng của mình, thì đó là phạm giới tà dâm. Và đương nhiên là trong cái sự mong muốn mình, trong sự tự nguyện nha, đấy thì chúng ta phạm giới tà dâm. Ừ, nói một cách đơn giản. Cho nên ấy, cái việc mà quý vị đăng hình ảnh mà mặc đồ tắm thì bản thân nó không phạm giới tà dâm. Nhưng mà khi nói về giới, sư luôn nhắc nhở quý vị một câu như thế này, đó là gì? Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Thành ra đấy, mặc dù là mình không phạm giới tà dâm nhưng mà mình có tạo nghiệp. Nghiệp mình tạo như thế nào? Theo như kinh tạng ấy, sư diễn dịch ở một cái bài kinh khác nha, sư diễn dịch ở một bài kinh khác nhưng mà áp dụng trong cái câu hỏi này nó vẫn đúng. Đó là gì? Khi quý vị chụp ảnh mặc đồ tắm thì quý vị phải bị thôi thúc bởi cái sự ham thích, đúng không? Bởi vì mình không không có ham thích cái cơ thể này thì mình đâu đâu có thể nào mình tự tin mà mình chụp là mình khoe được. Mà cái sự ham thích đó tức là bị thôi thúc bởi tâm tham. Rồi khi mình chụp ảnh đó, mình đưa lên trên mạng xã hội, người ta nhìn mình á, xin thương, người ta đâu có nhìn mình mặc đồ tắm bằng cái tâm từ bi hỷ xả, hình như không có à. Mà người ta nhìn mình bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm ái nhiễm. Chính bởi vì như vậy, khi mà tự bản thân mình còn bị ô nhiễm bởi cái ái nhiễm, mình tạo nên những cái hình hành, những cái hành động kích thích cái lòng ái nhiễm của người khác, và mình đưa lên và người khác nhìn vào và họ cũng bị ái nhiễm, thì như vậy đó, tự mình làm ác và tạo cho mọi người cũng có cái tâm ác, thì quý vị tự suy nghĩ nó là đúng hay sai. Nó sẽ tạo nên ác nghiệp nha, nó sẽ tạo nên ác nghiệp. Thành ra thì sư không có khuyên là chúng ta nên làm cái chuyện này. Quý vị thấy là cái Facebook của sư, sư không có đưa cái hình chụp của bản thân mình, cái hình chụp của bản thân sư cũng không có chụp. Những cái tấm hình mà sư tự chụp, như là cái avatar mà quý vị thấy đó, phần lớn những cái hình đó là cái hình sư chụp vào cái khi mà sư còn là sa di chứ chưa có lên tỳ kheo ha. Khi mà đi chơi đó, còn sa di mà còn ham vui đi chơi, chụp hình đấy, chụp hình lại những cái hình mà quý vị thấy mà sư chụp, từ sư tự chụp đó, là cái hình mà họ còn sa di. Rồi những cái hình mà sau này thì là Phật tử họ chụp sư, chứ sư cũng không có tự sư chụp. Tức là mình tránh tối đa cái khả năng mà khiến cho tâm ái nhiễm mình nó xuất hiện. Thành ra nếu mà quý vị cần sám hối đó, thì sám hối cũng được. Còn để làm cái gì đó thì tốt nhất là mình gỡ nó xuống, ha, gỡ nó xuống. Quý vị vui lòng gửi câu hỏi vào cái liên kết mà sư đã đưa ha. Chờ sư một chút.